Hưởng ứng lời kêu gọi phát động của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, trong tháng 10 năm 2018, hơn 400 đoàn viên thanh niên Vietinbank đã tham gia hiến máu tình nguyện để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh. Ngày 19 tháng 10 tại điểm cầu Hà Nội, hơn 200 đoàn viên thanh niên Vietinbank cùng với hàng nghìn đoàn viên từ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và tổ chức tài chính thuộc khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham gia hiến máu. Thay mặt cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó Viện trưởng Lê Lâm đã gửi những lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng và những đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương đã tình nguyện hiến máu. Ông cho biết, với sự tham gia tình nguyện hiến máu lần này đã cung cấp một lượng máu chất lượng, an toàn đối với công tác cấp cứu cho người bệnh. Đây chính là hành động nhân ái, một nghĩa cử cao đẹp được xã hội tôn vinh, đồng thời xây dựng nét đẹp cho văn hóa doanh nghiệp trong khối Doanh nghiệp Trung ương. Phát huy tinh thần nhân văn cao cả của tuổi trẻ khối Doanh nghiệp Trung ương, thường trực đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối đã tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung đăng ký chỉ tiêu hiến máu năm 2019. Tiếp đó, ngày 24 tháng 10 tại điểm cầu Vietinbank thành phố Hồ Chí Minh, hơn 200 đoàn viên đoàn thanh niên Vietinbank khu vực 7 đã tham gia chương trình. Theo đánh giá của các y bác sĩ, việc tham gia tình nguyện hiến máu của đoàn viên thanh niên Vietinbank đã cung cấp một lượng máu chất lượng đối với công tác cấp cứu cho người bệnh. Sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên Vietinbank thể hiện tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo sâu sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện, qua đó thể hiện tình yêu thương, biết sống vì cộng đồng, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội, góp phần đảm bảo đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh năm 2018. Đối với hoạt động hiến máu nhân đạo của người, đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Mỗi một giọt máu cho đi là mình có thể cứu được ba người trưởng thành hoặc là hơn nữa là các bé sơ sinh trên thế giới. Thì việc đoàn viên thanh niên chi nhánh Đông Sài Gòn nói riêng và đoàn viên thanh niên Vietinbank nói chung tham gia vào một hoạt động ý nghĩa và thiết thực như thế này thì góp phần mang lại được nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống này và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.